cái phần background segmentation rồi đúng không? Thì hôm nay thầy giới thiệu thêm một số cái thuật toán segmentation khác không dựa vào background đúng không? Thì cái thuật toán background ấy là thuật toán mà mình xây dựng một cái ảnh background đúng không? Xong mình trừ cái ảnh hiện tại, cái ảnh background đi thì mình sẽ tìm được cái vùng đối tượng chuyển động. Đấy. Tuy nhiên là không phải lúc nào mình xây dựng được cái background cả, đúng không? Nhiều khi mình không có background thì cái đấy mình phân vùng ảnh thế nào. Thì đây thầy giới thiệu một số cái gọi là thuật toán tương tự như cái thuật toán Plotfin ấy, thì đây mình có một cái thuật toán gọi là watershed đúng không, thì là mình phân vùng đối tượng đúng không, thì sử dụng một cảnh gọi là ảnh marker nhé để đánh dấu nhân của các đối tượng đúng không. Trong cái thuật toán watershed sử dụng ảnh marker để phân vùng đối tượng, ảnh marker có thể được đánh dấu bằng tay hoặc là tự động. Đấy. Thì như bọn em để ý đây nhé, thì thầy đánh dấu hai cái vùng là một vùng của background này, một vùng của đối tượng này. Đấy. Thì nó tương tự như watershed thôi, nhưng mà ở đây mình sẽ cái vùng đối tượng thì có thể là có mình có thể dùng mình đánh dấu nhiều đối tượng một lúc chứ không phải là một đối tượng. Đấy. Thì cái ảnh marker này có thể được đánh dấu bằng tay hoặc tự động. Thì là kết quả của cái thuật toán phân vùng bằng thuật toán watershed nhé. Thì trong những thầy sẽ giới thiệu một cái ví dụ liên quan đến thuật toán watershed, thầy dùng watershed thế nào đúng không, thì thầy muốn giới thiệu các cái kiến thức liên quan trước cái thuật toán distance transform. Cái distance transform được sử dụng đối với ảnh nhị phân này, và nó được đối với một pixel ấy thì nó được thay thế bằng cái khoảng cách của nó tới cái pixel background gần nhất đúng không. Thì em để ý đây là ví dụ như là ảnh này là cái ảnh nhị phân, foreground là cái hình bàn tay đúng không, thì bạn nhìn thấy cái lòng bàn tay này thì cái hàm distance transform nó cho ra cái giá trị sáng nhất đúng không, tại là vì cái khoảng cách từ những cái điểm bên giữa lòng bàn tay cho đến cái vùng đen đen là cái vùng background ấy, nó là xa nhất đúng không. Đấy, thì nó sẽ cái hàm distance transform nó sẽ cho cái sáng nhất là cái giá trị cao nhất. Đấy là ý nghĩa của cái distance transform. Đúng không? Thì bây giờ thầy muốn giới thiệu bọn em là ứng dụng của cái distance transform và cái thuật toán watershed làm thế nào để tách được đồng xu nằm trên nền, các cái đồng xu liền kề nhau ấy. Đấy. Ví dụ như thầy có ảnh đầu vào là cái đồng xu này, này. Thì làm sao mà thầy phân vùng được ảnh đầu ra nó thành vùng của các cái đồng xu khác nhau, đấy, riêng biệt nhau. Đấy. Thì đây cũng là một cái bài toán phân vùng và tìm đối tượng nhé. Đúng không? Thì cái thuật toán này hoạt động như nào? Thì trước hết là thầy sẽ tìm một cái ảnh, thầy dùng cái thuật toán phân ngưỡng, đúng không? Tìm ảnh foreground thành phân ngưỡng hai, thầy phân ngưỡng cái ảnh này thành hai phần. Phần foreground là cái ảnh mà có cái đối tượng, còn background là cái ảnh nền. Đấy, foreground sẽ màu trắng, còn ảnh nền thì nó bị sang ảnh màu đen, đúng không? Sau đấy thầy dùng cái thuật toán giản nữa ấy, có cái thuật toán trong bọn em học bài trước có cái thuật toán là xử lý hình thái học liên quan đến thuật toán giản nữa và thuật toán co đúng không. Thì bây giờ mình thầy tìm được cái vùng foreground này, này thì thầy sẽ giản nở nó ra một số đơn vị nhất định, thì khi đấy những cái vùng đen này, những cái vùng đen mà được chiếm sau cái ảnh giản đấy thì gọi là cái dùng vùng sure background đúng không. Sure background là cái vùng mà mình chắc chắn nó là background. Còn sau tiếp theo thầy dùng cái thuật toán distance transform để thầy biến đổi cái ảnh foreground đúng không. Thì các em thấy là ở nhân của các cái đồng xu này, này ở nhân các đồng xu nhé, thì khoảng cách giữa cái nhân này ra cái vùng đen đen là vùng background nó là lớn nhất đúng không. Thì cái hàm distance transform nó cho ra cái kết quả là giữa nhân các cái đồng xu là cái quả sáng nhất đúng không? Cho nó sẽ giảm dần ra viền các cái đồng xu. Như vậy thì các em có thể hiểu thế nào? Cái nhân đồng xu này này là cái vùng mà nó chắc chắn thuộc vào các là từng đồng xu một đấy. Thì khi đấy thì thầy sẽ threshold, thầy phân ngưỡng cái ảnh distance transform này đi, thầy lấy cái vùng sáng nhất thôi, đúng không? Thì thầy được gọi được thu được cái ảnh gọi là sure foreground. Cái ảnh sure foreground này là cái gì? Cái ảnh mà có cái độ
cái xác suất nó là pop out là lớn nhất, mình tin tưởng nhất, có thể là nó là 100% nó là pop out đi, đúng không? Thì khi đấy ta sẽ lấy được nhân của các cái đồng xu này đấy, để lấy nhân được các cái đồng xu nhé. Thì nếu mà bọn em nhìn review của cái thuật toán Watterson, thuật toán Clothfin đúng không, thì khi mà bọn em dùng cái nhân của các đồng xu này, bọn em chạy cái thuật toán Clothfin, thì bọn em sẽ tách rời được cái từng cái đồng xu một ra, đúng không? Thì bây giờ thay bằng cái việc cái thực hiện cái thuật toán Clothfin cho từng đồng xu một, thì ở đây người ta gọi là thuật toán Watterson, đúng không? Tức là mình sẽ chọn các cái nhân đấy, xong tạo thành một cái ảnh gọi là ảnh marker đấy. Và cái ảnh marker này nó như thế nào, thì nó sẽ đánh dấu là mỗi đồng xu là một vùng nhé. Thì ví dụ như đây mình có n đồng xu thì nó sẽ đánh dấu là n vùng khác nhau, đúng không? Thì ví dụ như từ cái ảnh xua phóc ra thì đánh dấu cái nhân của cái đồng xu thứ nhất là cái vùng số 1, thì tất cả các pixel của cái đồng xu thứ một nó sẽ là thì nó sẽ được gán giá trị 1. Đấy, tương tự tất cả các đồng xu của pixel à, cái pixel của đồng xu thứ hai thì sẽ được gán giá trị 2, đúng không? Như vậy mình có n đồng xu thì mình sẽ có n vùng giá trị trong ảnh đấy. Sau đấy cái thuật toán Watterson là cái thuật toán mà nó sẽ gán các cái điểm xung quanh nhân cái đồng xu đấy, thì nó sẽ gán cái điểm đấy, nó sẽ thuộc nền background hoặc là đồng xu, hoặc là nó sẽ thuộc vùng của đồng xu nào, nhất là thường là giữa hai cái đồng xu liền kề này, thì đấy mình sẽ gắn nhãn xem cái điểm đấy nó thuộc vùng của đồng xu nào đấy. Thì cái thuật toán Watterson là nó là như vậy, tức là nó sẽ dùng một cái marker nó gắn nhãn cho từng đồng xu một, xong đấy nó sẽ gắn những cái điểm xung quanh, cái điểm nghi ngờ xung quanh mà mình chưa chắc chắn nó thuộc đồng xu nào, đúng không? Thì khi đấy mình sẽ gắn nhãn lại lần một lần cho các cái điểm đấy, thì mình sẽ cuối cùng mình sẽ được cái ảnh mà nó phân tách các cái đồng xu hoàn chỉnh đấy. Thì bọn em để ý nhé, khi mà bọn em lấy cái ảnh xua background này, bọn em trừ đi cái ảnh xua background này, thì ra một cái ảnh gọi là unknown. Tức là cái ảnh unknown này là cái ảnh hoặc cái vùng này mình không chắc chắn nó thuộc background, thuộc foreground hay là thuộc đồng xu nào cả đấy. Cái ảnh này mình không chắc chắn, khi đấy mình sẽ phải gắn nhãn lại cái vùng unknown này, đúng không? Thì mình sẽ gắn nhãn xem nó thuộc background này hoặc là nó thuộc vùng của đồng xu nào này đấy. Thì cái thuật toán Watterson nó sẽ dùng các cái nhân của các cái đồng xu và nó gán lại nhãn cho các cái vùng unknown này đấy. Thì đấy là cái thuật toán Watterson, và cái mình cái marker nó chạy như nào, đúng không? Thì bọn em sẽ để ý là code OpenCV của nó là như nào lần lượt, đúng không? Thì ở đây thầy chọn nhé, thầy cho em xem code OpenCV. Thuật toán Watterson. Đấy. Thế là đầu tiên là đọc điểm đọc ảnh này, đọc ảnh đưa vào này, xong đấy mình sẽ biến đổi cái ảnh ra thành ảnh vào đây, đúng không? Xong đấy mình threshold ở đây thì thầy dùng cái thuật toán là threshold OSTU, tức là dùng một cái threshold global đấy, nó chính là giá trị trung bình trừ đi một cái phương sai của cái phân bố trung bình của toàn bộ ảnh đấy, thì người ta gọi là threshold OSTU, đúng không? Sau khi được cái ảnh foreground là cái ảnh này, nếu nhìn cái ảnh foreground là cái ảnh màu trắng này, là cái ảnh nền, cái ảnh các đối tượng nhị phân đấy, thì thầy dùng cái hàm dilate này để mở rộng cái ảnh foreground sang thành cái ảnh xua background nhé. Thì cái đó thấy ảnh cái ảnh xua background này chính là cái vùng foreground được làm dày lên thì nó sẽ được ảnh xua foreground, đúng không? Tiếp theo là thầy dùng cái hàm distance transform chuyển đổi cái ảnh background thành cái ảnh distance transform đấy. Xong đấy thầy sẽ normalize nó về cái giá trị 0,1, tức là thầy sẽ rescale lại toàn bộ giá trị trong cái ảnh distance transform, đưa cái giá trị nhỏ nhất về 0 và đưa cái giá trị lớn nhất về 1, đúng không? Thì em sẽ thấy được cái ảnh này là ảnh distance transform đấy. Trong cái phân ngưỡng cái ảnh distance transform thì sẽ được cái ảnh là xua foreground. Đây, ảnh này là ảnh xua foreground nhé. Đấy. Tiếp theo thì lấy cái ảnh xua background trừ cái ảnh xua foreground thì được cái vùng unknown. Đấy. Cái vùng unknown. Đây là cái vùng unknown, đúng không? Đấy. Tiếp theo là dùng cái
thuật toán là connected component này này, là gắn nhãn đúng không, gắn các cái vùng liền kề lại với nhau đấy. Thì khi đấy các cái vùng sure background này này mà em để ý này, thì các cái vùng trắng trắng này nó sẽ có các cái điểm pixel nó liền nhau nhé, nó liền nhau thì đấy gọi, thì các cái vùng đấy gọi là connected component đúng không, là cái vùng mà pixel liên thông đấy. Đấy. Thì khi đấy cái hàng connected component nó sẽ gắn nhãn, ví dụ nó gắn nhãn cho từng cái vùng này một, ví dụ cái vùng này thì tất cả cái pixel nằm trong cái vùng thứ nhất này nó giá trị 1 này, xong rồi tất cả các cái pixel nó nằm trong vùng số 2 nó có giá trị 2 đúng không. Thì khi đấy các em để ý là các cái vùng này nó sẽ có giá trị từ 1 đến n, từ cái n đồng xu đấy. Và cái vùng đen đen này là vùng background thì nó có giá trị là 0 đấy. Thì sau khi bọn em gắn nhãn xong thì bọn em cộng thêm 1. Thì khi đấy cái vùng background này nó sẽ được gắn nhãn là 1 nhé. Đấy. Xong tiếp theo này, bọn em dùng cái mặt nạ là sure. Bây giờ em dùng cái mặt nạ là sure foreground à, đúng không? À, bọn em dùng cái mặt nạ là unknown. Đấy. À, bọn em dùng cái mặt nạ unknown này, bọn em gắn cho tất cả các cái điểm mà trong cái mặt nạ unknown này là giá trị 0. Tức là cái giá trị 0 là nó mình không biết là nó thuộc vùng nào cả đấy. Thì sau đấy cái thuật toán vertices nó sẽ phân lại cái pixel trong cái vùng unknown này thuộc một trong n vùng mà mình vừa gắn nhãn đúng không, thuộc trong một trong n vùng mà mình vừa gắn nhãn bằng cái thuật toán connected component này này đấy. Thì sau cuối cùng là bọn em gọi cái hàm vertices nhá, để bọn em gắn nhãn lại các cái pixel thuộc cái vùng unknown và một trong n vùng đấy, n vùng mà mình vừa gắn nhãn xong đúng không. Trong cuối cùng là mình vẽ lại đối tượng theo mỗi vùng theo một n khác nhau thì cuối cùng là thầy đếm được tổng xu nằm chồng bằng cái hàm distance transform rồi đấy, bằng hàm distance transform mà thuật toán vertices nhé. Thì đây là một trong những thuật toán quan trọng để mà tách đối tượng, phân vùng đối tượng đấy. Thì bọn em phải hiểu được là cái marker này, cái marker như thế nào này, rồi cái image, rồi cái thuật toán vertices như thế nào đấy, và cái hàm distance transform nó hoạt động như thế nào, và em cố gắng nhớ ba cái đấy. Tiếp theo thuật toán tiếp theo mà hay được dùng để phân vùng là thuật toán mean shift đúng không. Mean shift ở đây cái ý nghĩa của nó là dịch chuyển giá trị trung bình đấy. Thì bây giờ người ta thay bằng phân vùng ảnh thì người ta sẽ phân nó thành các cái vùng nhỏ đúng không, mà mỗi cái vùng nhỏ có một cái giá trị trung bình đấy. Thì sau khi mà người ta tìm được cái giá trị trung bình của cái vùng nhỏ đấy rồi thì người ta sẽ gán những cái điểm mà xung quanh cái điểm gọi là tâm của vùng ấy. Thì sau khi người ta tìm được tâm của vùng, những cái tâm vùng là có cái điểm có cái giá trị bằng giá trị trung bình của cả vùng đúng không, thì sau đấy người ta sẽ tìm được cái điểm xung quanh cái điểm tâm đấy, cái điểm nào mà có cái màu sắc tương tự như là cái màu sắc và độ sáng tương tự như cái điểm tâm của vùng thì người ta sẽ coi nó như là cùng một vùng đấy. Thì sau khi người ta tìm được các cái vùng nhỏ thì người ta sẽ ghép các cái vùng nhỏ đấy lại thành một vùng lớn hơn đúng không, thì gọi là liên kết các cái vùng tương tự. Và sau khi mình tìm được cái vùng lớn hơn, người ta lại ghép các cái vùng lớn hơn đấy thêm một bước nữa, thành một cuối cùng là thành được các cái vùng mà mình quan tâm đấy, người ta gọi là thuật toán mean shift đúng không. Thì cái ý nghĩa của thuật toán là cái mấu chốt quan trọng của thuật toán mean shift là mình phải tìm được giá trị trung bình của từng vùng một đấy. Thì người ta sẽ tìm như thế nào, trước hết là người ta sẽ check trong các cái cửa sổ cố định đúng không, người ta chọn một điểm trong cái cửa sổ cố định, một cái điểm bất kỳ trong cái cửa sổ đấy, người ta coi cái điểm đấy là điểm tâm đấy. Trong đấy người ta tính trung bình màu sắc trung bình, ví dụ như là độ xám nhá, ảnh xám thì người ta tính độ xám trung bình của cả vùng trong cửa sổ đấy. Trong đấy người ta trừ đi cái điểm tâm đấy đúng không, thì người ta sẽ tìm được cái độ lệch của cái khoảng cách của cái điểm trung bình của cửa sổ và cái tâm ban đầu đấy. Sau đó người ta sẽ di chuyển cái điểm đấy vào cái điểm trung bình đấy vào giữa nhóm nhá đấy. Thì cái quá trình này sẽ được lặp đi lặp lại đến khi nào mà cái vị trí của cái tâm nhóm nó không thay đổi
thì người ta sẽ tìm được, coi như là tìm được cái giá trị trung bình của cái vùng con đấy rồi. Đấy. Thì sau khi người ta tìm được tâm nhóm thì người ta sẽ liên kết đối với các nhóm lân cận, đúng không? Người ta sẽ liên kết các nhóm lân cận xem là hai nhóm mà có màu sắc tương tự nhau thì họ sẽ liên kết nó lại thành một nhóm. Đấy. Và tiếp theo người ta lại liên kết thêm một lần nữa. Thì đây là ví dụ như đây là cái quá trình mà min ship nó hoạt động, thì bạn thấy ban đầu ấy là bọn nó sẽ họ sẽ random họ tạo ra cái điểm đen coi như là tâm của từng nhóm, đúng không? Sau đấy họ sẽ dịch chuyển cái tâm này về giữa, sau đấy họ sẽ tính các cái điểm trung bình xung quanh cái tâm đấy, xong họ dịch chuyển cái tâm đấy với cái độ lệch trung bình, thì em thấy là cái tâm nó sẽ dịch chuyển dần về giữa đấy, nó sẽ được dịch chuyển dần về giữa nhé. Đến khi nào mà nó không dịch chuyển nữa thì thôi, thì khi đấy mình sẽ được các cái vùng người ta gọi là các cái vùng ảnh đấy. Thì thường cái vùng này ban đầu người ta chọn nó sẽ rất nhỏ, thì khi đấy mình lại phải liên kết các cái vùng với nhau lại thì nó sẽ được cái vùng lớn hơn, đúng không? Thì đấy là nguyên lý hoạt động của thuật toán min ship. Còn trong OpenCV thì đơn giản thôi, bọn em chỉ cần gọi cái hàm pyramid min ship filtering là được, đúng không? Thì bọn em có cái thông số như nào, ảnh đầu vào này, ảnh đầu ra này, cái bán kính cửa sổ, cái bán kính cửa sổ mà như thầy nói lúc nãy, cái bán kính cửa sổ để dùng để tính cái độ lệch giữa cái điểm tâm, cái điểm tâm của vùng và cái điểm tâm ban đầu của vùng và cái điểm tâm kế tiếp của vùng, để người ta tính được cái độ dịch chuyển min ship, đúng không? Thì đấy gọi là bán kính cửa sổ. Thì cái bán kính cửa sổ này nếu mà chọn nhỏ quá thì nó chậm, và nếu mà chọn to quá thì nó sẽ không chính xác nhé. Thì nó là tương tự như cái bộ lọc Minter ấy, thì nó sẽ bị nhòe cái vùng biên đấy. Tiếp theo là cái khoảng cách màu sắc, đúng không? Thì khi đấy nếu mà hai vùng lân cận nếu mà có khoảng cách mà lớn hơn dày thì chọn là 50 này, thì hai vùng lân cận mà có khoảng cách lớn hơn 50 thì mình coi như đấy là hai vùng khác nhau, mình không liên kết nó lại. Còn nếu mà mình so sánh hai cái vùng lân cận mà khoảng cách nó bé hơn 50 nhé, thì đấy là mình liên kết nó lại thành một cái vùng lớn đấy, đúng không? Còn cái pyramid level này là cái mà người ta chia cái ảnh thành cái size nhỏ hơn để họ resize nhỏ hơn để họ phân tích thôi. Thì nó như một cái mô hình tháp ấy. Thì cái pyramid level này mình chỉ dùng để tăng cái tốc độ xử lý của ảnh thôi. Đấy. Thì bạn em để ý này. Thì đây ví dụ như ảnh đầu vào đây, đây ảnh đầu ra đây nhé. Thì bạn em thấy là cái thuật toán min ship này, đúng không? Nó hoạt động tốt hơn các cái thuật toán mà filter bọn em học trước đấy, như là Gaussian filter hay là min filter hay là median filter, đúng không? Thì nó sẽ vẫn phân vùng được ảnh và nó vẫn giữ được các cái đường biên của ảnh khá là tốt đấy. Thì đây là thuật toán min ship, nó cao cấp hơn nhưng mà nó cũng tốc độ nó sẽ chậm hơn. Tiếp theo là một cái bài toán rất được hay dùng trong computer vision, đấy là tìm vector chuyển động optical flow, đúng không? Vector chuyển động là vector mô tả chuyển động của đối tượng trong hai khung hình kế tiếp đấy. Thì cái thuật toán optical flow này bao gồm các bước này: tìm các cái điểm có cái đặc điểm nổi bật thuận tiện cho việc theo dõi trong khung hình hiện tại đấy, tìm các cái điểm tương ứng, tức là bọn em tìm được các cái điểm bọn em theo dõi nhé, xong rồi bạn lại tìm các cái điểm đấy trong cái frame kế tiếp, đúng không? Đấy, sau đấy thì bạn nối hai cái điểm lại thì nó sẽ ra vector chuyển động, đúng không? Đấy. Ví dụ như bạn em tìm được cái điểm nó gắn với chân của đối tượng, đúng không? Thì xong bạn tìm tiếp một cái điểm tương tự trong cái điểm đấy nó gắn với chân đối tượng nhưng mà trong cái khung hình kế tiếp thôi, thì khi đấy bạn em sẽ phát hiện được cái vector dịch chuyển cái điểm đấy, thì bạn nối nó lại thì bạn sẽ được cái gọi là vector chuyển động, đúng không? Thì các cái hàm OpenCV cần dùng là book feature to track này, calculate optical flow đấy. Thì tại sao mà lại phải dùng book feature to track như thầy nói rồi đấy, tức là cái điểm mà đây như bạn em thấy nhá, đây cái bức ảnh này thì các cái điểm màu xanh này gọi là cái điểm book feature, đúng không? Thì bạn em nhìn các cái điểm màu xanh này nó có cái khác biệt so với các cái điểm khác. Ví dụ như bọn em mà chọn một cái điểm bất kỳ trên cái nền màu trắng hoặc là trên cái nền sáng này, thì khi đấy mà bọn em muốn tìm một cái điểm tương tự trong cái ảnh kế tiếp thì nó quá nhiều, đúng không?
nó nhiều quá, thì tất cả những cái điểm nào màu trắng hay màu xám nó đều là điểm tương tự, thì khi đấy bọn em làm sao mà xây dựng được cái vector chuyển động đấy. Và đây những cái điểm thường là nằm ở góc góc của các cái đối tượng, thì sau đấy bọn em tìm ra cái điểm tương tự, ví dụ mà cái điểm này nó nằm ở góc của cái hình vuông này nha, đúng không, thì sang ảnh tiếp theo bọn em sẽ tìm một cái điểm tương tự mà cái điểm nào nó cũng nằm ở cái góc của cái hình vuông này, thì nó chính thì đấy gọi là điểm đấy ở good feature to check nha. Thì chỉ có những cái điểm như thế thì mình mới tìm được cái điểm kế tiếp thôi, chứ còn nếu mà ví dụ như điểm ở đây cái nền này là nền trắng thì muốn tìm điểm tương tự thì quá nhiều, đúng không, thì mình làm sao biết được cái điểm nào nó mới dịch chuyển đến điểm nào, không hề biết được đấy. Thì tại sao phải dùng good feature to check, thì cái code C OpenCV để thực hiện cái hàm optical flow nó là này, optical flow đấy. Thì đầu tiên bọn em cũng đọc video này, xong capture frame này, đúng không, xong bởi vì cái optical flow này bọn em phải dùng hai frame kế tiếp, đúng không, thì bọn em phải lưu lại các frame trước đấy này, gọi là frame trước, previous frame, đúng không, sau đấy bọn em capture cái frame tiếp theo hoặc là current frame đấy, current frame nhé. Thì ở đây sẽ có hai cái cặp điểm, cái cặp key point, đúng không, cặp key point của frame trước và cặp key point của frame sau đấy. Thì khi bạn nối hai cái cặp key point này lại thì nó sẽ thành vector chuyển động đấy. Thì thuật toán của em là gì, tìm key point của frame trước, đúng không, đây gọi là dùng cái hàm good feature để tìm key point của cái frame trước đấy. Cái đầu vào của hàm good feature là ảnh đầu vào này, đầu ra là key point này, mark corner này, và cái số lượng good cái điểm cần tìm là 200 thôi đấy. Thì các cái good feature này này, cái key point này nó sẽ được sắp xếp nhá, cái điểm nào chất lượng tốt thì càng thấp thì mình mark corner này mình chỉ chọn 200 điểm tốt nhất thôi đấy. Quality level và min distance là cái khoảng cách tối thiểu hai điểm, đây đặt là 0.01 pixel, đúng không đấy. Thì khi đấy cái hàm good feature mình sẽ tìm được cái điểm key point ở phần trước đấy, xong đấy thầy dùng cái hàm calculate optical flow này thì sẽ tìm được các cái điểm đấy nhá, cũng tìm được các cái điểm tương tự đấy ở phần tiếp theo đấy, đúng không, thì đấy thầy nối hai cái điểm này lại sẽ được cái hàm, thì sẽ được vector chuyển động đấy. Này và anh để ý này, trong khi mà cái đầu ra của hàm calculate optical flow này thì sẽ có hai cái status error, đúng không, nếu mà status bằng không thì tức là đối với cái điểm key point ở phần trước mình sẽ không tìm được cái điểm key point tương ứng ở phần sau đấy, còn nếu mà cái status là 1 thì mình coi như là mình tìm được điểm tương ứng nha. Xong rồi đến cái error, nếu mà error mà lớn hơn 100, đúng không, thì cái sai số nó quá lớn thì mình coi như là cái điểm đấy là mình không tìm được, và nếu mà sai số nhỏ hơn 100 thì mình tìm được, đúng không, thì cái đấy thì cho bạn em xem cái code và phần hàm optical flow nó chạy như nào. Đấy, và em thấy đây, các cái key point xanh xanh này, nó là cái key point, nó là cái điểm tốt để check. Nhưng mà bây giờ chưa có đối tượng chuyển động này nên là cái vector chuyển động nó gần như bằng không hết. Đấy. Đúng không? Thì bây giờ và em thấy đối tượng xuất hiện này, đấy nó chuyển động. Nó chuyển động dần dần nhé, thì em thấy các cái vector chuyển động. Đấy, thấy chưa? Đấy. Thì đây chính là optical flow, và ứng dụng của nó là tính vector chuyển động của đối tượng mà thường được dùng trong việc theo dõi đối tượng. Đấy, đấy chính là optical flow.
Nội dung tiếp theo là feature 2D đúng không? Thì như bọn em lúc nãy như thầy giới thiệu là cái key point ấy, thì người ta tính kiểu gì, thì làm sao để biết được cái điểm nào là điểm tốt, điểm nào là điểm xấu đấy. Thì cái thì bây giờ mình xem cái feature 2D, tức là cái đặc điểm mô tả bề mặt của cái điểm key point đấy đúng không? Thì mỗi key point là một cấu trúc mô tả bề mặt đặc biệt của đối tượng này đấy, và có nhiều thuộc tính như là tọa độ cũng như kích thước của vùng lân cận, góc xác định hướng đấy. Các thuộc tính của key point không thay đổi theo góc nhìn và khoảng cách camera đấy. Thì các cái key point này khi mà bọn em thay đổi góc nhìn của camera hoặc là khoảng cách thì bọn em đều có thể dễ dàng nhận ra được cái key point đấy đúng không? Nhưng mà em có thể dễ dàng phân biệt được cái key point đấy với các cái key point khác đấy. Thì nó gọi là key point đúng không? Feature 2D là cái thuật toán được dùng để tìm và mô tả các cái thuộc tính của key point. Thì có cái ba cái feature nổi tiếng phổ biến hay dùng đúng không? The scale invariant feature, transform, the shift, speed up, robust feature, shock đúng không? Và oriented graph, ORB đấy. Thì ba cái feature này là rất rất phổ biến và hay được dùng. Thì ở đây thầy giới thiệu ví dụ như là cái scale invariant feature transform shift nó được tính như nào đúng không? Thì đây là họ sẽ thấy lấy 16 điểm lân cận liền kề của key point đấy này đấy. Sau đấy thì chia thành 16 cái sub block đúng không, nhỏ hơn với cái kích thước 4x4. Xong đấy mỗi cái sub block sẽ tạo được một cái biểu đồ tần suất về cái hướng của vector gradient đấy. Cái hướng vector gradient là bạn tính kiểu gì, các bạn có thể dùng cái ví dụ như là đạo hàm bậc 1 Sobel đấy. Sobel bạn tính cái đạo hàm bậc 1 theo x, đạo hàm bậc 1 theo y đúng không? Sau đấy thì cái góc giữa hai cái vector đạo hàm 1 theo x và đạo hàm bậc 1 theo y đấy thì chính là cái hướng của cái pixel đấy. Thì cái độ dài của cái vector đấy chính là cái nó tương ứng với cái cường độ sáng của cái pixel đấy. Thì tất cả các cái hướng sau khi mà cái vector đấy tính được hướng thì họ sẽ chuyển hóa nó thành tám hướng. Ví dụ như là cái vector thường góc của vector bình thường thì nó sẽ quay từ 0 đến 360 độ đúng không? Thì thay bằng người ta dùng cái hướng toàn bộ 360 độ thì họ sẽ chia làm 8 hướng chính thôi. Nên họ sẽ lượng tử hóa thành 8 hướng chính thôi đúng không? Ví dụ đông tây nam bắc, đông nam tây nam tây bắc thì đấy. Thì 8 cái hướng này mỗi hướng chênh lệch nhau 45 độ đấy. Thì sau khi người ta chia nó thành 8 cái mức lượng tử đấy thì họ sẽ tính cái biểu đồ tần suất của từng cái vector hướng đấy nha. Thì sau khi họ tính được cái biểu đồ tần suất thì họ ghép với nhau thì thành một cái vector có 128 chiều đúng không? Là thể hiện cho một cái key point descriptor, tức là thể hiện cho một cái mô tả key point shift đấy. Thì cái shift này nó ổn định về kích thước và góc quay của ảnh này, tức là khi mà ảnh nó xa hay gần, nó quay như thế nào thì cái vector shift này nó rất là ổn định. Thì đấy, tại người ta gọi là scale invariant feature, đúng không? Nó không phụ thuộc vào size của ảnh. Thì cái điểm này nó mạnh như thế nên người ta thường dùng để tìm đối tượng đấy. Thì sau khi mình tìm được cái vector mô tả bề mặt này thì người ta muốn sử dụng nó như thế nào đúng không? Thì ở đây có một cái bài toán là khớp ảnh sử dụng key point và planar đúng không? Thì sử dụng key point này là gì? Là trước ấy bọn em có một cái bài toán là template matching rồi, là cũng là tìm ảnh đúng không? Tìm ảnh template matching đó. Đây tìm ảnh đây. Nhưng mà cái đặc điểm của cái thuật toán template matching này đấy, là cái góc nhìn của ảnh không được thay đổi nhé. Cái góc nhìn và size của ảnh không thay đổi. Nếu mà size cái kích thước của ảnh thay đổi thì gần như là mình không tìm thấy luôn đấy. Thì đây bạn thấy là cái ảnh mẫu và cái ảnh kích thước, cái góc nhìn không thay đổi và kích thước nó cũng không thay đổi đúng không? Thì đấy là thuật toán template matching. Nhưng mà
Bây giờ nhưng mà trên thực tế thì cái điều kiện này rất khó xảy ra đấy. Ví dụ như bài toán này mình có hình một quyển sách như này đúng không, mình muốn đi tìm một cái tìm trong quyển sách đấy có trong một bức hình khác hay không đấy, và thường thì trong cái bức hình đấy là nó sẽ được chụp ở cái góc khác nhau, thì khi đấy mình làm sao để mình tìm được. Nếu mà thì sử dụng cái thuật toán template matching kia thì gần như là không chính xác, bởi vì cái góc quay của đối tượng và cái size kích thước của đối tượng nó thay đổi rồi đúng không, thì khi đấy là họ sẽ dùng cái thuật toán là key point và planar matching này, này. Đấy. Thì khi đấy họ sẽ dùng các cái thuật các cái mô tả 2D nhé, chip sắc hoặc là ORB, tìm các cái key point trong hai ảnh, tập mô tả thuộc tính key point của hai ảnh đấy đúng không. Sau đấy thì họ sẽ dùng cái planar này, này họ matching đúng không, matching tức là thực ra là họ chỉ cần so sánh nha, khoảng cách hơi clip giữa hai cái vector mô tả của hai cái tập ảnh nha, của hai cái tập điểm key point D1 và D2 này thôi. Thì cái bộ mô tả mà giống nhau nhất tức là khoảng cách hơi clip giữa hai cái vector mô tả nhỏ nhất thì gọi là matching với nhau đúng không. Đấy, thì để đảm bảo chất lượng thì mình chỉ chọn những cái cặp tốt thôi, tức là cái cặp mà nó cho cái khoảng cách hơi clip là nhỏ nhất đấy thì nó gọi là cặp cặp tốt đúng không. Thì sau đấy từ cái cặp ảnh cùng tên đấy thì bọn em là thực hiện cái ma trận biến đổi không gian homography này này để tìm ra cái ma trận thể hiện mối liên hệ không gian hai ảnh, và cuối cùng sử dụng cái hàm perfective transform của cái ma trận homography này để biến đổi cái tọa độ của cái ảnh object cũ sang cái object mới thôi. Thì đây thì sau khi như đây bọn em tìm nhé, thì đây bọn em phải tìm được các cái key point, các cái vòng tròn này, cái key point trong ảnh đối tượng cũ đúng không, sau này bọn em tìm được cái key point trong ảnh đối tượng mới đấy, sau em matching các cái key point này lại với nhau này đúng không, để matching nó lại với nhau đấy, thì bọn em tìm được cái key point của đối tượng trong ảnh mới. Xong đấy bọn em tìm cái biến đổi cái tương quan hình học đúng không, ví dụ như là diện lượng theo cái tam giác đồng dạng như bọn em trong cái kỹ thuật vẽ bản đồ ấy đúng không. Thì khi mà vẽ bản đồ thì nếu mà vẽ ở các cái hướng khác nhau, các góc quay khác nhau đúng không, thì các cái điểm trên bản đồ khác nhau, nhưng mà khi mà trên thực tế thì các cái điểm đó nó vẫn là trùng nhau thôi. Thì đây cái hàm file homography là cái hàm như vậy, là cái hàm mà tìm các cái tương quan hình học giữa các cái điểm này, này với nhau này, này. Đấy để tìm được cái vị trí thật của nó trên thực tế đấy. Thì sau khi bọn em tìm được cái bằng này, tìm cái dùng cái biến đổi perfective transform nhé, biến đổi bốn bốn góc của cái quyển sách này này để tìm tọa độ của bốn góc này trên cái ảnh mới để ra được bốn bốn cái điểm mới này đúng không. Thì cái bốn cái điểm mới này chính là vị trí của sách trên ảnh mới đấy. Thì đấy là cái ứng dụng của cái key point của Planner. Thì trong code OpenCV đây, đây là code OpenCV feature 2D đó, feature 2D. Thì đây như thầy chạy thử cho em nhé. Thì đây là cái hàm tìm ảnh sử dụng feature 2D đúng không. Thì đây bọn em định có một cái gọi là key point detector này, thì mà bọn em muốn dùng cái sub feature đúng không, thì bọn em dùng cái sub sub detector đấy. Sau đó thì bọn em dùng cái sub detector này tìm các cái key point trong hai cái ảnh ảnh đối tượng và ảnh nền đấy đúng không.
sao bạn dùng cái sub là descriptor extractor, tức là cái mà nó tính đặc điểm của các cái điểm ấy, của các cái điểm key point ấy. Cái này nó sẽ tính các cái vector đặc điểm của cái điểm key point nhá. Thì bọn em dùng cái hàm extractor này thì bọn em tính được cái vector các cái đặc điểm, cái vector mô tả đặc điểm của cái điểm key point đấy, xong rồi bọn em matching các cái điểm đấy lại với nhau, đúng không? Thì sau đấy cuối cùng bọn em tìm cái các cái điểm mà nó có cái khoảng cách nó nhỏ hơn một cái giá trị nhất định ấy, thì gọi là good feature, good match, đúng không? Khi mà nó good match với nhau ấy, đấy, thì cuối cùng bọn em vẽ các cái điểm good match với nhau đấy, thì bọn em tìm được cái liên kết của cái đối tượng đấy thôi. Đây, thì như cái điểm này là điểm good match này. Sau khi bọn em tìm được cái điểm good match ấy, thì bọn em sẽ tìm một cái ma trận, cái ma trận mà dùng để biến đổi nhá, biến đổi tọa độ từ cái điểm mới này, ảnh mới sang cái ảnh từ một cái ảnh mới sang một cái ảnh khác, sang mặt thẳng khác, đúng không? Thì cái ma trận đó gọi là cái ma trận chuyển đổi vị trí ấy. Thì dùng cái hàm file homography này đấy. Xong khi hàm dùng hàm file homography thì bọn em bây giờ bọn em đi tìm vị trí của bốn cái góc của cái quyển sách này trên ảnh mới, đúng không? Thì bọn em chỉ đơn giản là dùng cái hàm perfective transform thôi đấy, xong sử dụng cái ma trận mà mình tìm được thì bạn sẽ tìm được bốn cái điểm mới này, thì bốn cái điểm mới này là vị trí mới của sách trong ảnh mới đấy. Thì code này mà em đây, code đây thì cái này trên mạng có rồi nhé, bạn em research là ra, rồi thì thầy không thể giải thích được chi tiết. Đúng không? Thì đây là cái thầy chạy cho em cái ví dụ về feature 2D. Đấy, thì nó cho ra kết quả đây. Thì mình cần tìm quyển sách này và trong cái ảnh nền như này, thì đấy bạn cho nó ra, cho ra kết quả khá là chính xác, đúng không? Mà không cần là phải cùng góc nhìn hay là không cần cùng size gì cả. Đấy, đây là ứng dụng của cái feature 2D nhé, cũng khá là quan trọng. Thì cái ứng dụng, một trong những ứng dụng khác của cái thuật toán này chính là việc ghép ảnh, đúng không? Khi mà bọn em muốn chụp một cái ảnh 360 độ, đúng không, thì bọn em phải ghép được các cái ảnh đấy lại với nhau. Và cứ việc ghép như nào thì chính là cái feature 2D này. Thì ví dụ như là bọn em tìm ra cái feature góc bên trái của cái ảnh thứ nhất và cái feature ở góc bên phải của ảnh thứ hai, đúng không? Sau đấy bọn em tìm các cái điểm mà nó matching lại với nhau đấy, thì khi mà bạn chồng các cái điểm đấy lên nhau thì bạn sẽ được cái ảnh mới, chính là ghép giữa hai cái ảnh cũ đấy, thì gọi là cái feature 2D đấy. Rồi. Thì mình nghĩ làm nó có khả năng tự học hỏi dựa trên dữ liệu đầu vào mà không cần phải được lập trình cụ thể, đúng không? Nó thường được dùng cho các cái bài toán phân loại dữ liệu đấy. Thì đấy gọi là machine learning. Thì các cái bài toán machine learning hiện nay hay gặp nhất là trong big data và trong xử lý ảnh đấy. Trong big data thì ví dụ như là Facebook nó dùng để phân loại đối tượng khách hàng này, đoán sở thích của người dùng này đấy. Hoặc là trong điện thoại cũng dựa vào các cái dữ liệu thu thập được từ các cái cuộc điện thoại mà đoán được sở thích khách hàng, phân loại tập khách hàng, đúng không? Đấy. Còn trong bài toán computer vision thì cái chính là phân loại ảnh. Đấy. Thì trong OpenCV họ cũng tích hợp khá là nhiều các cái thuật toán machine learning cơ bản mà mình hay dùng, Bayesian, đúng không? Canaries, Label, Classification, đúng không? Support vector machine này, decision tree này,
Thì trong đây mà cái loại em hay dùng nhất ấy, là cái Support Vector Machine, Decision Tree và cái Random Forest. Thì đây là mấy cái mà bọn em đã hay dùng, đúng không? Đấy thì cái quá trình sử dụng mô hình cơ bản của một cái bài toán Machine Learning là nó như thế nào? Thì một bài toán Machine Learning thì nó thường có hai giai đoạn. Giai đoạn chính là Training và một cái giai đoạn tiếp theo là dự đoán, đúng không? Dự đoán kết quả. Thì cái giai đoạn training ấy thì sử dụng dữ liệu đầu vào và các dữ liệu đã được dán nhãn để mình training. Tức là bây giờ cái giai đoạn training này này thì mình giả sử mình có cái tập dữ liệu nhá, và mình biết trước được cái tập dữ liệu đấy nó thuộc loại gì, được phân loại sẵn rồi, đúng không? Thì mình sẽ gọi là được phân loại và được dán nhãn sẵn rồi, đúng không? Ví dụ như mình có cái xem dữ liệu là sample 1 là thuộc loại A, sample 2 loại B, sample 3 loại C đấy. Cứ nó được gắn nhãn sẵn như trước đấy, sẵn rồi. Sau đấy thì mình sẽ training, tạo training là kết quả của việc training thì sẽ tạo ra một cái gọi là machine learning model đấy. Thì cái sau đấy mình sử dụng cái machine learning model như nào, thì mình ví dụ như mình có một tập dữ liệu mình chưa biết cái loại nào đó. Mình có một tập dữ liệu mình không biết nó là loại ABC đấy, đúng không? Chưa kích ăn Sao em vẫn ơi? đang chơi Alo? à, không 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 em đang ngồi xong có đứa bạn nó em xin lỗi thầy. Nếu mà không không hỏi gì thì cố gắng trật tự nhé. Thì cái quá trình dự đoán, sau khi mình training được cái machine learning model ấy, thì mình sẽ sử dụng nó như nào, và mình sử dụng để dự đoán nhãn của một tập dữ liệu mới mà chưa biết được, đúng không? Thì ví dụ như mình có một tập dữ liệu mới này, mình đưa vào cái machine learning model, thì cái machine learning model nó sẽ đưa ra cái kết quả là cái nhãn hoặc là cái loại dữ liệu mà của cái tập dữ liệu mà mình chưa biết đấy, và có thể kèm theo là cái classification score nữa, đúng không? Ví dụ như nó là 90% thuộc loại A, 10% thuộc loại B, 0% thuộc loại C đấy, thì là cái đầu ra của cái machine learning model là nó thường là kiểu như vậy, đúng không? Thì để training một cái machine learning model thì mình phải chuẩn bị cái gì? Trước hết là mình phải chuẩn bị sample này. Sample là các cái mẫu dữ liệu mà mình biết trước, đúng không? Mình chuẩn bị để mình dạy cho máy nó học ấy. Đấy. Ví dụ như là bọn em muốn phân biệt là đối tượng là người châu Âu hoặc người châu Á, đúng không? Thì bọn em phải chuẩn bị sample là thông tin của các đối tượng đấy. Đấy, thông tin nó gồm những cái gì? Ví dụ như bọn em muốn phân biệt dựa trên chiều cao, thì bạn cần thông tin về chiều cao, đúng không? Và bạn cảm thấy chiều cao chưa đủ, bọn em cần thêm cân nặng, thì bọn em lấy thêm thông tin về cân nặng đấy. Và cân nặng vẫn chưa đủ, đúng không? Thì bọn em phải lấy thông tin về màu mắt, màu da đấy. Thì đấy người ta gọi là các cái đặc điểm để phân loại đấy. Thì các cái thông tin đấy bọn em sẽ tập hợp tạo thành một cái gọi là cái vector mô tả đặc điểm của dữ liệu đấy. Thì cái sample này, cái tập dữ liệu đầu vào của training ấy, thì nó sẽ có là dưới dạng một cái ma trận nhá, đó là kích thước m nhân n, đúng không? M là số hàng tương ứng với số lượng mẫu dữ liệu mà các em chuẩn bị đấy. Ví dụ như bọn em muốn dạy cho máy nó học phân biệt những người châu Á, người châu Âu, đúng không? Thì bọn em phải thu thập thông tin của 100 người chẳng hạn. Thì 100 người đấy nó gọi là cái kích thước của cái tập tập dữ liệu, đúng không? Hoặc bạn muốn chính xác hơn thì bạn là 1.000 hoặc là một một 10.000 đi, đúng không? Thì khi đấy cái m này, m là số hàng ma trận tương ứng với số lượng mẫu dữ liệu, đúng không? Ví dụ bạn thu thập thông tin của 10.000 người thì cái số hàng cái ma trận dữ liệu nó vào sẽ là 10.000 đấy. Còn cái n này chính là cái số cột của ma trận, nó tương ứng với số chiều vector mô tả đặc điểm của dữ liệu nhé. Ví dụ như bạn sử dụng mình chiều cao thôi thì cái số lượng cột của vector này nó chỉ là 1, đúng không? Nhưng mà em sử dụng chiều cao cân nặng này, số lượng cột của vector này nó là 2, đúng không? Thì cái vector mô tả đặc điểm của cái đối tượng nó sẽ là 2 chiều, đúng không? Và em thêm các cái đặc điểm khác như là màu mắt, màu da đấy,
thì nó sẽ là lên 4 chiều đấy, thì khi đấy cái số cột kích thước cái matrix simple này nó sẽ là 4 đấy. Thì cái tương tự như vậy thì bọn em phải chọn cái đặc điểm nào mà nó tốt nhất cho cái việc loại, đúng không? Thì cái chọn đặc điểm như này là như nào hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm và hiểu biết của bọn em thôi đấy. Thì đấy chính là cái điểm yếu của cái thuật toán machine learning, tức là cái việc mà cho trích chọn đặc điểm ấy, nó phụ thuộc hoàn toàn vào trình độ khả năng và sự hiểu biết của người làm dữ liệu đấy. Ví dụ người làm dữ liệu mà trình độ yếu chẳng hạn, không biết được cái đặc điểm nào tốt đặc điểm nào xấu, đúng không? Cái chọn bừa đi thì làm sao mà phân loại được dữ liệu, đúng không? Thế là phân loại người châu Á, người châu Âu, mà vừa ông người già thấy hai người, một người cao một người thấp, ông chọn ngay chiều cao, đúng không? Thì khi đấy là cái sai số nó rất là nhiều, vì bây giờ nhiều người châu Á có chiều cao không kém gì đấy. Thì cái chọn cái đặc điểm nào tốt thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái người ấy, vào người làm dữ liệu. Tiếp theo là cái label là gán nhãn đối với dữ liệu, đúng không? Thì bọn em chọn 100 người, thì ví dụ như người châu bọn em gán nhãn là 1, người châu Á bọn em gán nhãn là 0 thế nào, đúng không? Thì tương ứng với những cái người mà bọn em chọn đấy, thì bạn biết trước được, bạn biết trước họ là người châu Á rồi, thì bạn sẽ gán cái nhãn này tương ứng là 101 chẳng hạn, tùy vào cái mẫu, đúng không? Thì cái kích thước của ma trận này nó sẽ là m nhân 1, m là số lượng mẫu này, 1 là một cột tương ứng với cái nhãn của cái dữ liệu đấy, thế thôi, đơn giản. Thì thường ví dụ như bọn em training một cái model thì bọn em sẽ gọi một cái template của OpenCV, CV machine learning, đúng không? Thì bọn em thay đổi cái template này bằng cái bộ cái thuật toán machine learning bọn em yêu thích chẳng hạn, ví dụ như support vector machine, random forest, random tree, đúng không? À, những cái thuật toán này thì một cái thuật toán nó sẽ có điểm mạnh của nó khác nhau, thì bọn em phải tìm hiểu thêm vào để biết được trong trường hợp nào thì dùng cái nào là tốt nhất. Cái này thì các bạn phải đọc thêm dữ liệu thôi, chứ thời gian ngắn quá không đánh, thầy cũng không đưa thêm được vào. Thì mấy cái phổ biến nhất hay dùng là support vector machine và random tree, decision tree đấy, là mấy cái mà phổ biến thì bọn em tìm hiểu thêm về mấy cái đấy, đúng không? Thì sau khi bọn em gọi cái bộ machine learning ra thì bọn em chỉ việc là bọn em tạo được hai cái tập dữ liệu là simple với label, đúng không? Thì bọn em chỉ cần đưa vào cái hàm training simple với label, đúng không? Thì kết quả cái hàm training này chính là được cái machine learning model đấy. Thì sau khi bọn em được cái machine learning model thì bọn em sử dụng như nào, thì bọn em tạo một cái ma trận simple có kích thước là 1 nhân n, đúng không? Một là số hàng của cái ma trận, còn n chính là cái số chiều của vector dữ liệu đấy. Ví dụ như là có 4 đặc điểm thì cái số chiều là 4 đấy. Thì trong đấy các cái phần tử của ma trận chính là các cái phần tử của cái, tức là cái số liệu mà mô tả cái đối tượng, ví dụ như cân nặng bao nhiêu này, hàng một là cân nặng này, hàng thứ hai là chiều cao này, cột cân nặng, cột thứ hai chiều cao, cột thứ ba là màu da, cột thứ tư là màu tóc, đúng không? Thì nó sẽ tạo thành một cái vector đặc điểm đấy. Thì sau khi em input cái vector đặc điểm đấy vào cái hàm class, vào cái model, và em dùng cái hàm prediction đấy, đúng không? Thì cái kết quả đầu ra nó sẽ là được cái label. Thì ví dụ kết quả đầu ra nó là 0 thì là người châu Á, còn là 1 là người châu Âu đấy. Thì cái hàm open mà cái hàm machine learning của OpenCV nó đơn giản vậy thôi. Ví dụ như đây nhé, ví dụ như đây là thầy có một cái ví dụ là phân loại các cái điểm trên một mặt phẳng, đúng không? Phân loại các cái điểm trên một mặt phẳng này đấy, thì thầy sẽ tạo mẫu nhé. Thì bây giờ thầy sẽ tạo cái class 0 này, đúng không? Cái class số 0, các cái điểm nó thuộc class số 0 đấy. Đấy, xong bắt đầu thầy chọn cái điểm thuộc class 1, đúng không? Bình thường nó nên có 500 người anh ạ.
Pro này có 500. Nào đấy, thế chọn một cái điểm class A. Đấy. Thì bây giờ làm sao để phân loại được ba cái class này? Thì bây giờ ví dụ thầy cho một điểm bất kỳ trong cái ảnh này thì thầy biết muốn biết nó thuộc class nào, đúng không? Thì cái này mình sẽ dùng cái thuật toán machine learning, và cái đặc điểm nhận dạng của nó là tọa độ ít nhi thôi, nó hai chiều là một cái tọa hai chiều ít nhi thôi, đúng không? Thì đây thì bọn em ăn rồi. Nhầm. Hơn 1 triệu cả, căng nhỉ. Đấy. Đấy thì bọn em sau khi bọn em phân loại được, đúng không? Thì cái thuật toán machine learning nó phân loại như thế nào? Thì ngoài những cái điểm mà được vòng tròn là những cái điểm dữ liệu training nhá. Thì nó dự đoán tất cả các cái điểm trong ảnh thì nó phân loại xem là các cái điểm đấy thuộc loại nào đấy. Thì đây là kết quả phân loại của nó này, đúng không? Thì đây là thuật toán machine learning. Thì các thuật toán này nó chạy như nào thì bọn em đây, ví dụ thầy dùng hàm decision tree, đúng không? Thì thầy tạo một cái tập dữ liệu là training sample này, đúng không? Và tập một cái tập dữ liệu khác gọi là cái tập label này. Thì sau khi thầy gọi thì tạo một cái model là decision tree đây, thì thầy chỉ việc gọi nó là hàm training, đúng không? Thì thầy cuối cùng thầy sẽ được cái model của nó. Và cuối cùng thì thầy dùng cái model đấy để thầy dự đoán các cái điểm tọa độ khác, đúng không? Thì cái response này chính là class, thì nó chính là cái class ID này, không class 0 này hoặc là 1 thì nó thuộc class 1, đúng không? Thì đây nó có 3 class. Thì cái kết quả của việc cái hàm dự đoán này thì nó sẽ cho ra class ID của các cái điểm này. Đấy. Thì đây là cái cách mà dùng thuật toán machine learning nhé. Thì bọn em cũng về bọn em search cái sample của nó, bọn em làm thì bạn hiểu được để dùng training một cái model như nào và ứng dụng cái model đây để phân loại dữ liệu như nào. Đấy, thì cái machine learning này nó rất quan trọng, rất rất nhiều ứng dụng bây giờ dùng machine learning để xử lý, đúng không? Như thầy nói là ví dụ trong Facebook mọi quảng cáo và em bây giờ em vào thì mọi quảng cáo nó chạy, đúng không? Thì nó biết được em thích cái gì thì nó toàn quảng cáo cái ảnh cái sản phẩm mà bọn em thích hơn. Thì để nó biết được cái bọn em thích cái gì thì thường nó phân tích các cái thông tin trong cái đoạn chat của bọn em đấy, để nó biết được cái xu hướng yêu cái sở thích của bọn em là gì. Thì đấy, nó hoàn toàn dùng machine learning và big data đấy, để giải quyết cái bài toán như vậy. Thì đấy là dùng OpenCV để giải quyết cái bài toán big data nhé. Thì bây giờ thì ứng dụng nó vào để xử lý ảnh như thế nào, đúng không? Thì bây giờ ví dụ như phân biệt người chẳng hạn, thì trong ảnh, thông tin trong ảnh thì làm gì có thông tin về cân nặng chiều cao đâu, đúng không? Thì khi đấy mình lại phải mô tả đặc điểm cái ảnh như thế nào đấy. Thì mình sẽ dùng cũng tương tự như là bài toán big data thôi, nhưng mà thay bằng các cái đặc điểm nhận dạng. Thì bây giờ mình phải dùng một cái bộ feature extractor này để đến mô tả đặc điểm của ảnh này đấy. Và sau đấy mình đưa vào bộ training thì cái mô tả đặc điểm ảnh như thế nào để cho việc phân loại được dễ dàng thì nó lại là một bài toán khác, đúng không? Mình không thể điền cái thông tin của ảnh là cân nặng chiều cao được, mà mình trong bức ảnh thì nó chỉ có cái hình 2D của ảnh thôi đấy. Thì bây giờ mình mô tả cái hình 2D như thế nào. Thì tương tự như cái thuật toán shift ấy, thì bọn em biết là cái thuật toán shift là mô tả đặc điểm của một cái điểm, đúng không? Thì bây giờ cái ảnh, đối với ảnh thì mình xây dựng một cái descriptor tương tự như cái thuật toán shift, người ta gọi là SOG đấy. SOG chính là histogram of oriented gradient đấy. Thì cái này người ta tính là gì? Thì bây giờ người ta tính gradient của ảnh, tức là cái đạo hàm bậc nhất và đạo hàm bậc hai hướng ít nhi của ảnh đấy. Xong đấy người ta tính hướng của cái điểm đấy, đúng không? Thì hướng của điểm đấy chính là cái hàm arctan của dx trên di ấy. Đấy, arctan của cái
và gradient hay trục thích và gradient hay trục y thì gọi là hướng, đúng không? Thì sau khi mình tính được cái hướng đấy thì mình chia lượng của hóa ra làm 8 góc cơ bản, góc 45 độ thì mình gọi là 8 bin, đúng không? Sau khi mình lượng của hóa cái hướng đấy là 8 mức rồi thì mình sẽ xây dựng một cái biểu đồ tần suất của các cái hướng đấy, tương tự như là cái việc bọn em xây dựng cái biểu đồ tần suất của ảnh nhé, mà dựa trên mức xám, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ không dựa trên mức xám nữa, mà mình sẽ dựa trên hướng của vector gradient đấy, thì cái gọi là cái biểu đồ tần suất. Và cái biểu đồ tần suất mà bọn em xây dựng cho ảnh toàn cục ấy thì là cho toàn ảnh nhé, nhưng mà cái biểu đồ tần suất ở đây người ta sẽ không xây dựng cho ảnh toàn cục, mà người ta sẽ chia ảnh thành các cái ô nhỏ hơn, gọi là các cái cell, đúng không? Đây này, ví dụ như đây người ta chia các ô nhỏ thành các cái cell này đấy. Sau đấy người ta tính hướng của từng pixel một, đúng không? Xong đấy thì người ta sẽ xây dựng cái biểu đồ, cái lược đồ hướng tương tự như cái lược đồ xám ấy, của từng ô một đấy, của từng cái ô một gọi là cái cell một. Và khi mà cái lược đồ hướng của từng cell một này họ sẽ xếp bên cạnh nhau nhé, họ tính ví dụ như cell một, cái cell này họ tính trong, họ xếp đây, xong tiếp theo cái cell tiếp theo họ tính, họ xếp đây, đúng không? Mỗi cell là 8 bin, là mỗi cell là có 8 feature ấy, đúng không? Thì họ xếp lại với nhau như này, thì cái vector cuối cùng thì nó gọi là cái vector mô tả đặc điểm của ảnh, gọi là SOG descriptor, đúng không? Thì cái SOG descriptor này sẽ được dùng để coi như là đầu vào cái bộ feature của cái bài toán nhận dạng ảnh, đúng không? Thì khi mà đưa vào cái machine learning này thì cái giá trị đưa vào là không phải lại, mà nó chỉ là cái SOG descriptor của ảnh thôi đấy. Thì cái SOG descriptor này nó có một cái điểm yếu là nó chỉ nhận dạng được cái đặc điểm của từng cái cell một thôi, đúng không? Mà nó không có một cái gì để nó gọi là liên kết giữa các cái cell lại với nhau, thì nó làm mất cái tính liên kết hình học về mặt không gian của đối tượng đi, đúng không? Cho nên là cái độ chính xác của cái thuật toán biết đâu gì là nó không cao lắm, và độ chính xác của nó chỉ tầm 65-70% thôi đấy. Và một dạng khác trong xử lý ảnh là bộ phân loại chữ viết đấy. Thì cái bộ nhận dạng chữ viết này thì sau khi mà người ta thực hiện tách ngưỡng và phân vùng nhá, thì họ sẽ tìm được ảnh của từng ký tự, ảnh binary của từng ký tự, đúng không? Sau đấy thì họ chuẩn hóa cái ảnh binary này về một cái ảnh cố định gọi là 28x28 pixel đấy, đúng không? Sau đấy thì họ sẽ dùng một ma trận kéo dài, tức là họ sẽ xếp lần lượt các cái hàng của cái ma trận ảnh này, xếp lần lượt ngang hàng nhau thành một cái ảnh, thành một cái ma trận mới có 784 cột và một hàng thôi đấy. Tức là họ kéo giãn cái ma trận nhị thân của cái ảnh ký tự này thành một cái vector. Thì cái vector đấy người ta gọi là cái vector làm đặc điểm nhận dạng của chữ viết nhé. Thì cuối cùng cái vector đấy họ sẽ được dùng để làm đưa vào đầu vào của các cái bộ machine learning mà thầy giới thiệu lúc nãy đấy. Ví dụ như là support vector machine, đúng không? Hay là neural network, random tree đấy. Thì đối với cái ảnh dữ liệu MNIST này thì cái mạng neural network là cái mạng chậm tốt nhất, cho ra kết quả tốt nhất đấy. Thì đây là cái bộ nhận là cái ứng dụng của cái bộ nhận dạng chữ viết nhá. Thì nó tương tự như cái SOG ấy, thì cái descriptor này nó cũng mất đi cái liên kết không gian mà, đúng không? Đấy, mất đi cái liên kết không gian của ảnh. Thì bây giờ còn một cái gọi như là cái feature, cách tính feature của ảnh đó, mà người ta hay dùng gọi là backup virtual word, đúng không? Thì cái backup virtual word này là gọi là túi đựng từ đi. Thì nó hoạt động như thế nào? Hoạt động dựa trên cái nguyên lý của cái túi đựng từ. Tức là khi mà người ta nghe, nó có một cái thuật toán là phân tích văn bản ấy, người ta phân tích xem cái đoạn văn bản đấy chứa cái nội dung gì,
ví dụ nội dung về kinh tế, chính trị hay là chiến tranh đúng không, thì người ta sẽ làm một cái biểu đồ tần suất thống kê các cái từ khóa mà hay xuất hiện trong văn bản đấy đúng không. Ví dụ như cái thuật toán mà về chiến tranh thì cái bài cái đoạn văn bản về chiến tranh ấy, thì cái từ khóa về súng ống đạn dược đúng không, nó xuất hiện rất là nhiều trong cái văn bản đấy. Và ví dụ như trong văn bản về kinh tế ấy, thì các từ khóa về tiền tệ, cổ phiếu hay là giá cả nó xuất hiện rất là nhiều đấy. Thì như vậy là người ta sẽ biết được bằng việc cái thống kê cái tần suất xuất hiện các cái keyword, thì người ta sẽ dự đoán được cái nội dung của văn bản đấy. Thì bây giờ dựa trên cái ý tưởng đấy, người ta muốn dùng một cái Back of Virtual Word để người ta phân tích nội dung của bức ảnh đúng không, hoặc là người ta phân loại ra cái bức ảnh đấy là bức ảnh nó hiển thị nội dung gì và đối tượng gì trong ảnh đấy. Thì cái khái niệm Back of Virtual Word tức là mô tả tần, nó là một cái vector mô tả sự xuất hiện các cái bộ, tần suất xuất hiện của các bộ phận, các đối tượng trong ảnh thôi, mà cái mỗi bộ phận này ấy, thì người ta gọi là một cái virtual word đúng không. Ví dụ nhé, ví dụ như đây là cái ảnh này, ví dụ như các cái bộ ảnh là mắt này, là màu tóc này, đấy, cái vùng da là một virtual word đúng không, hoặc là cái bộ phận của xe đạp là một cái virtual word đấy. Thì khi mà bạn đang thống kê ấy, thì đối với cái ảnh hình người ấy, thì các cái số lượng mà virtual word mà liền mô tả màu da mắt, các bộ phận mắt mũi thì nó rất là nhiều, nó rất là cái tần suất xuất hiện của nó rất là cao, trong khi tần suất xuất hiện của các cái vector của các bộ phận của các cái vùng ảnh mà mô tả các cái bộ phận của xe thì nó rất là bé đúng không, đàn thì nó rất là bé. Thì tương tự như vậy, thì đây người ta gọi là cái vector word, hay gọi là cái vector feature mô tả đặc điểm của ảnh đấy. Thì cái vector này sau khi người ta tính được thì người ta cũng sẽ đưa vào để training các cái bộ phân loại ảnh. Thì cái cách mà người ta tạo cái vector word là thế nào đúng không, thì trước hết là họ sẽ dùng các cái mô tả 2D như là sheet, shot hoặc là ORB mà thầy giới thiệu trước đấy. Họ tìm các cái key point đúng không, sau khi họ tìm được các cái key point này thì họ sẽ nhóm các cái key point gần nhau lại với nhau thành một nhóm đối tượng đúng không, và tâm của đối tượng đấy gọi là một cái virtual word đúng không. Ví dụ như mắt này, ví dụ như ở đây mũ là có các cái tìm được cái key point, hoặc mắt thì bọn em sử dụng được các cái key point liên quan đến mắt, và các cái key point này nó sẽ gần nhau mà, nên là nó sẽ được nhóm lại với nhau. Thì khi mà nhóm các cái key point lại với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái vùng không gian mô tả đặc điểm của mắt đấy. Thì cuối cùng là họ sẽ phân mảnh được cái đối tượng ra thành cái nhóm khác nhau, mô tả một vùng khác nhau của đối tượng đúng không. Thì sau khi mà người ta xây dựng được một cái bộ từ điển virtual word đấy, thì người ta sẽ phân loại ảnh như thế nào. Và bây giờ đối với một cái ảnh mới ấy, thì họ sẽ cũng tính các cái key point đấy, xong đấy họ cũng phân nhóm lại đúng không, xong đấy họ phải so sánh các cái nhóm đấy với cái virtual word để họ tính được xem là các cái nhóm đấy mô tả cái bộ phận nào của đối tượng đúng không. Xong đấy rồi thì họ sẽ đếm cái tần suất xuất hiện của cái bộ phận đấy trong ảnh đấy. Trong cuối cùng là họ được một cái vector như thế này, gọi là back of virtual word. Thì cái này nó so với hai cái vector SOG hoặc là cái bộ loại chữ viết vừa nít đấy, thì cái thuật toán này nó cao cấp hơn đúng không, nhưng mà nó đã phân liên kết được cái vùng không gian để tạo nên các cái bộ phận của đối tượng rồi, nhưng mà nó vẫn còn một cái điểm trừ nữa là nó vẫn chưa liên kết được cái không gian để tạo nên cái hình dáng tổng thể của đối tượng đấy. Đấy là cái điểm trừ của cái back of virtual word này. Và cái độ chính xác của back of virtual word này thì nó cao hơn hai cái kia một chút, nhưng mà cũng không nhiều, nó đến tầm 70-75% thôi đấy. Thì bọn em cũng có thể hoàn toàn sẽ dùng OpenCV nhé, để bọn em xây dựng cái bộ phân loại ảnh dựa vào cái back of virtual word này. Trên mạng rất là nhiều, bạn cứ search cái từ khóa back of virtual word trên OpenCV
thì nó sẽ ra thôi. Tiếp theo là một cái bài toán là nhận dạng đối tượng, đúng không? Thì cái bài toán lúc nãy là bài toán phân loại đối tượng rồi, nhưng mà bây giờ còn một cái bài toán mình rất cần để xử lý trong computer vision, đấy là làm sao để nhận dạng được đối tượng trong ảnh, đúng không? Tức là mình phải vừa phân loại được đối tượng mà phải vừa xác định được vị trí của đối tượng trong ảnh đấy. Thì có một cái thuật toán gọi là kinh điển, người ta hay dùng gọi là sliding window, đúng không? Và người ta dùng một cái cửa sổ trượt này này đấy, người ta sẽ search trong toàn bộ ảnh đấy. Trong khi cái cửa sổ trượt nó trượt đến đâu thì người sẽ tách cái vùng ảnh tương ứng với cái cửa sổ trượt đấy ra, họ sau đấy họ đem đi phân loại, đúng không? Họ phân loại xem là cái vùng ảnh đấy chứa đối tượng nào. Nếu mà chứa cái đối tượng họ cần quan tâm với cái điểm số gọi là confidence score cao ấy, thì cuối cùng thì họ xác định đấy là vị trí mà cái đối tượng họ muốn xác định, đúng không? Ví dụ như đây là cái ảnh của con vật này, mình muốn tìm cái đối tượng con vật này trong ảnh thì mình cứ tạo ra nhiều cái window với các cái kích thước khác nhau, search trong toàn bộ ảnh đấy. Nếu mà cái ảnh nào mà cho ra cái kết quả phân loại cái đối tượng đấy cái confidence score ấy là cao nhất, đúng không? Thường ví dụ như là cái bức ảnh này thì nó là bức ảnh nền, thì cái confidence score để nó là đối tượng nó chỉ là 0 thôi, đúng không? 0% thôi, 0% confidence score nó là thuộc đối tượng thì đấy mình loại bỏ đi. Còn cái ảnh này khi mà nó vừa khít với cái đối tượng này, đúng không? Thì cái confidence score của nó là đối tượng là nó lên tới 1 hoặc là 90% hoặc là 100%, thì khi đấy nó sẽ được giữ lại đấy. Thì cái thuật toán này chính là cái bước cơ bản để tìm đối tượng trong ảnh. Thì cái thuật toán này này em để ý là mình tạo rất là nhiều cửa sổ search, đúng không? Và khi cái cửa sổ search đấy nó di chuyển toàn bộ ảnh thì mình phải thực hiện rất là nhiều cái bài toán classification. Ví dụ như là một cái bức ảnh to có thể lên đến hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu một cái bước phân loại. Cho nên là cái thuật toán sliding window này nó chạy rất là chậm. Thường với một máy tính mạnh nhưng mà dùng sliding window để tìm ảnh thì nó phải mất tầm từ 2 giây đến tầm vài phút để tìm được cái đối tượng trong ảnh đấy. Nên cái thuật toán sliding window nó hoạt động nhưng mà nó rất là chậm, đúng không? Thì tiếp theo là thầy muốn giới thiệu tiếp theo một cái gọi là, trước đấy mình gọi là học đến machine learning rồi, đúng không? Thì một cái nhánh của machine learning gọi là deep learning đấy. Deep learning thì chắc bọn em nghe nói nhiều rồi, thì nó là cái nhánh mới của một cái nhánh con của machine learning thôi, nhưng mà nó đã đạt được một cái thành tựu rất là lớn, gần như là nó tạo ra một kết quả khác biệt đấy. Ví dụ như là trong bài toán phân loại thì cái deep learning này, cái machine learning kia nó chỉ cho được chính xác tầm 80-75% là tốt nhất, đúng không? Với cái thuật toán best of virtual world. Nhưng mà đối với thuật toán deep learning này thường là nó sẽ cho độ chính xác tầm 95-98%, gần như là 100%, rất là cao, đúng không? Thì một cái mạng convolutional neural network ấy, nó là một cái mạng neuron ảnh đấy, có đầu vào là ảnh, đầu vào của cái mạng này là ảnh nhé, và đầu ra là cái nhãn tương ứng, đúng không? Và cấu tạo của cái convolutional neural network là nó thường bao gồm lớp đầu vào là ảnh này, lớp đầu ra là nhãn tương ứng, cùng với là nhiều lớp ảnh ở giữa, đúng không? Các lớp ảnh có thể là convolutional layer này, pooling layer này, hoặc là reflected unit layer, đúng không? Fully connected layer đấy. Thì nó có các cái layer này như vậy, và các layer nó sẽ xếp thứ tự với nhau đấy. Thì các cái convolutional pooling layer và RLU layer này nó hoạt động như bộ chức chọn đặc điểm, có khả năng tự học đấy. Thì như vậy em làm cái bài toán backward virtual world hoặc là bất kỳ một cái bài toán nhận phân loại nào, thì cái mà bọn em cảm thấy khó khăn nhất, đúng không, là xây dựng cái bộ trích chọn đặc điểm của ảnh, đúng không? Thì xây dựng cái bộ trích chọn đặc điểm như nào nó rất là khó, nó đòi hỏi mình có nhiều kinh nghiệm để mà mình xây dựng được, đúng không?
đây mới có mấy cái feature như là SOG hoặc better word thôi, mà bọn em cảm thấy là rất là khó khăn để hiểu được rồi. Bây giờ yêu cầu bọn em muốn xây dựng một cái bộ TikTok đặc biệt cao cấp hơn, có định độ chính xác cao hơn, thì gần như bọn em không biết là phần xây dựng như thế nào, nó đòi hỏi một cái kiến thức rất là chuyên sâu. Nhưng mà đối với deep learning thì bọn em không cần. Là các cái bộ, các cái layer như convolutional layer, pruning layer, LLM layer này, nó sẽ hoạt động như cái như các cái bộ TikTok đặc điểm rồi. Nó tự động tìm xem là cái đặc điểm nào tốt, đặc điểm nào xấu để nó học được, đúng không? Thì cái nguyên lý hoạt động của cái convolutional layer này là thế nào? Là nó tạo ra random rất là nhiều các cái toán tử khác nhau. Một toán tử nó sẽ tính ra một cái đặc điểm khác nhau, đúng không? Thì thường là đối với một cái mạng này, nó sẽ tính ra khoảng vài chục nghìn các cái đặc điểm khác nhau cơ. Đấy, vài chục nghìn đến lên, thậm chí lên đến cả hàng trăm nghìn. Thì khi đấy, xong đấy thì trong cái quá trình học thì nó chỉ giữ lại cái đặc điểm tốt thôi. Ví dụ như là cái đặc điểm nào mà nó thấy phân loại tốt thì nó giữ lại, cái đặc điểm nào mà nó cứ chọn Hoover đấy thôi, cái đặc điểm nào mà nó cái khả năng phân loại không tốt thì nó vứt đi, nó không dùng nữa. Đấy, thì đấy chính là cái điểm tối ưu của cái deep learning, tức là mình không phải lo cái việc trích chọn đặc điểm, mà cái mạng nó sẽ tự động lo rồi, đúng không? Thì khi đấy cái ảnh đầu vào nó sẽ biến đổi qua từng cái layer một, từ ảnh raw với các cái pixel, đúng không, cho đến cái giá quy trị cuối cùng nhận được là điểm số phân loại. Đấy, thì thường cái những cái layer đầu tiên thì được dùng để học các cái đặc điểm chi tiết của đối tượng, như là cạnh biên này, đấy, cạnh biên hướng, đúng không, cho đến các cái layer sau cùng là học đến các cái liên kết không gian về các cái bộ phận của đối tượng, và hay là cái liên kết không gian của tổng thể của đối tượng. Đấy, như đây là một cái ví dụ về cái mạng deep learning, đúng không? Thì bạn thấy là mình không phải lo cái việc là trích chọn đặc điểm nữa, mà cái mạng này nó tự trích chọn đặc điểm luôn rồi. Đấy, thì đầu vào nó là image và đầu ra nó là cái confidence score để phân loại đối tượng. Đấy, ví dụ như đây là K này, thì cái mạng deep learning có từng này layer nó xếp lần lượt với nhau, đúng không? Thì các cái layer, ví dụ layer đầu tiên là thực hiện các việc trích chọn đặc điểm đường biên, biên hoặc là cạnh và tướng gì đấy, đúng không? Và đến cái layer cuối cùng là nó cho ra các cái phân loại và cái điểm confidence của nó. Ví dụ ở đây K này, cái confidence score của K nó lên đến 90%, còn cái xác suất để nó là chắc thì nó chỉ tầm 10%, xác suất để nó là máy bay airplane thì nó thấp hơn, đúng không? Ship thì càng thấp hơn nữa, và là hot là ngựa gần như là bằng không. Đấy, thì đây là một cái cấu trúc của một cái mạng deep learning image classification, đúng không? Thì các cái mạng deep learning image classification nổi tiếng mà hay dùng bây giờ ấy, thì bọn em có thể để ý này, cái mạng AlexNet là cái mạng đầu tiên mà dùng deep learning để phân loại. Đấy, cái mạng đấy nó được xây dựng hầu cách đây 3-4 năm rồi. Thì cần cái mạng cái độ chính xác cao nhất là cái mạng RadNet 101 này. Đấy, thì bạn thấy là cái tỷ lệ lỗi của nó là thấp nhất, đúng không? Tuy nhiên cái tốc độ tính toán của nó thì hơi lâu, nó đây là 30 mili giây. Đấy, 30 mili giây tức là xử lý được tầm 30 ảnh một giây, nhưng mà 30 ảnh một giây là cao rồi, đủ để chạy các cái real time application rồi. Thì bọn em muốn làm, ví dụ như bọn em mà muốn làm bộ phân loại ảnh dùng deep learning, thì bọn em cứ về bọn em search các cái tên các cái mạng này ra để hướng dẫn, đúng không? Thì cái mạng AlexNet là đơn giản nhất và xuất hiện đầu tiên. Đấy, mà bọn em muốn tốt hơn thì bọn em dùng RadNet. Thì khi bọn em xây dựng các cái mạng này, bọn em phải cân bằng được cái độ chính xác và cái thời gian tính toán của nó, đúng không? Ví dụ như cái mạng VG19 này, cái thời gian tính toán của nó là chỉ có tầm 3 mili giây. 3 mili giây tức là nó sẽ xử lý được tầm 100 ảnh một giây. 3 mili giây là nó xử lý tầm được 300 ảnh một giây. Thì tùy vào ứng dụng, ví dụ nhiều ứng dụng mà em muốn tốc độ nhanh,
thì bạn chọn cái mạng nào, ứng dụng mà anh muốn tốc độ chính xác thì bạn chọn mạng nào, và bạn muốn cân bằng độ chính xác là nhanh thì bạn dùng mạng nào. Ví dụ như cái hàm Rednet 50 này này, Rednet 50 này nó có thể xử lý tầm 100, hơn khoảng 150 ảnh một giây, đúng không? Và cái độ chính xác của nó thì cũng không thể kém cái mạng Rednet 101 là mấy, đúng không? Thì khi đấy bọn em cần cân bằng cái mạng nào để làm so sánh, giờ bọn dựa vào cái bảng so sánh để bọn chọn cái mạng. Thì chọn mạng dùng như thế nào, cho nên như thế nào thì bọn em lên mạng xếp nhé, hoặc là liên hệ với thầy, chứ còn thời gian thì có 3 tuần thì không thể nào mà dạy hết được. Ngày này chỉ giới thiệu khái niệm để bọn em biết cần dùng những cái gì để giải toán, giải quyết cái bài toán bạn dùng thôi, đúng không? Tiếp theo là transfer learning, đúng không? Thì với kiến thức ấy, ví dụ như kiến thức của nhân loại mà tích hợp trong mấy trăm nghìn năm ấy, nếu mà bọn em muốn học lần từ đầu thì bọn em lại cũng phải trải qua cái quá trình học của nhân loại, đúng không? Tức là mình phải trải qua các cái quá trình trích chọn đặc điểm, ghi nhớ cái điểm nào tốt thì bỏ đi, điểm nào xấu thì ghi lại, đúng không? Thì như vậy bọn em cần mất cả mấy trăm năm để mấy trăm nghìn năm để học cơ, thì như vậy là sao mà được đấy. Trong khi mà bọn em đến lớp bọn em học cái sách của thầy giáo ấy, thì bọn em chỉ cần 12 năm thôi là bọn em đã học được gần hết các cái kiến thức cơ bản nhân loại rồi đấy. Thì đấy người ta gọi là transfer learning, đúng không? Tức là sử dụng để chuyển những cái kiến thức mà đã học được từ cái model này sang model khác, đúng không? Tức là theo mình đã học được thì theo mình ghi lại, ghi kiến thức lại đấy vào sách vở, đúng không? Mình học từ sách vở thì đấy gọi là transfer learning đấy. Thì cái kỹ thuật đấy gọi là thì ví dụ như là cái bộ, thường các cái bộ phân loại ảnh muốn chính xác ấy, thì bọn em phải cho nó học trên một cái tập dữ liệu rất là lớn. Mà cái tập dữ liệu lớn nhất về phân loại ảnh bây giờ gọi là ImageNet, thì nó có hàng triệu bức ảnh và có khoảng độ vài nghìn đối tượng khác nhau, đúng không? Đấy, thì nếu mà bọn em cho cái model bọn em học từ đầu với cái tập đối tượng này thì nó mất rất là nhiều thời gian. Có thể đối với cái hệ thống máy tính mạnh cần đến vài tuần đến cả tháng. Trong khi bọn em muốn training một cái model mới để dự đoán để ứng dụng cho bọn em thôi. Ví dụ bọn em muốn xây dựng một cái model là phân loại giữa điện thoại Samsung và điện thoại iPhone, đúng không? Thì cái thứ nhất là cái phân loại Samsung và iPhone này nó không có trong cái bộ dữ liệu của ImageNet này. Cái thứ hai là nếu mà bọn em muốn xây cái model tốt thì bọn em phải cần tầm vài triệu ảnh để bọn em xây dựng. Nhưng bây giờ để mà thu nhận được tầm vài triệu ảnh thì mất rất nhiều thời gian. Đấy, thì cái cách tốt nhất là dùng transfer learning, tức là dùng cái kiến thức mà các cái bộ model trước nó đã học được từ cái bộ ImageNet, đúng không? Để nó transfer sang cái bộ dữ liệu của em là bộ dữ liệu full để training cái model mới. Thế thôi. Thì nó gọi là transfer learning. Đấy. Thì cái điểm tốt của transfer learning này là giảm thời gian training nhé. Đấy. Và giảm cái yêu cầu về số lượng dữ liệu tối thiểu dùng nhiều lượng training. Đấy. Thì thông thường nếu mà training từ đầu bạn phải cần dùng rất nhiều ảnh, thông tin lên đến hàng triệu ảnh. Nhưng mà nếu mà bạn dùng transfer learning thì bạn chỉ cần dùng khoảng 1.000 đến 10.000 ảnh là bạn có thể xây dựng một cái classification model. Thì cái việc sử dụng transfer learning như nào thì bạn phải search trên mạng. Đây thì chỉ đưa ra khái niệm thôi. Tiếp theo là cái phần deep learning object detection, đúng không? Thì nó cũng tương tự như là cái thuật toán sliding window. Thì nó cũng là dùng classification và localization, tức là mình cũng phải di chuyển cái cửa sổ search khắp ảnh để mình xác định xem cái cửa sổ nào nó đưa ra cái điểm classification cao nhất. Đấy, thì đấy, cái điểm đấy nó sẽ tương ứng với vị trí của đối tượng. Đấy. Tuy nhiên đấy là về mặt lý thuyết thôi, còn về mặt thực tế thì nếu mà mình search mà cả vài trăm nghìn cái cửa sổ như thế thì nó rất mất rất nhiều thời gian, đúng không? Thì ở đây người ta sẽ có các cái thuật toán để giảm thiểu cái việc search đi. Ví dụ như là Zolo này thì nó sẽ chia bức ảnh thành các cửa sổ
khác nhỏ khác nhau đúng không, thì họ sẽ search trong cái cửa sổ đấy trước, hoặc là kiểu là search thô trước đúng không, trong cái cửa sổ nào mà nó có khả năng có đối tượng cao thì họ sẽ search kỹ lại đấy. Thì cái số lượng cái bài toán phân loại nó sẽ giảm đi. Hoặc là đối với cái thuật toán factor ascending đúng không, thì họ lại tìm các cái điểm biên của ảnh trước đúng không, thì xác suất để xuất hiện đối tượng trong cái điểm biên đấy là rất là cao đúng không, thì họ sẽ search xung quanh cái điểm biên đấy để tìm đối tượng, thì nó gọi tùy thuật toán YOLO hoặc là factor ascending, thì nó sử dụng các cái kỹ thuật khác nhau như vậy. Nhưng mà mục đích cuối cùng thì vẫn cho ra cái vị trí của đối tượng và cái confidence score của cái đối tượng đấy. Ví dụ như đây thì cái bài toán này là nó xác định được 3 đối tượng này đấy, và cái tương ứng là confidence score của nó, ví dụ như họ xác định đây là đối tượng là động vật, thì confidence score là 90% là động vật đúng không, 90% khá lớn rồi đấy. Thì các cái bài toán cái mạng phát là mạng deep learning phổ biến hiện nay này, có mạng phát ACNN này, Factor ACNN này đấy, YOLO, SND đúng không, còn một số mạng nữa như là mạng mobile net thì được dùng cho các thiết bị mobile hoặc thiết bị nhúng, họ không đưa vào đây đấy. Thì trong mấy cái mạng này thì có cái mạng YOLO là có thể chạy real time được không, nó có thể xử lý tầm 60 frame trên một giây đấy, và cái mạng khác thì nó chạy chậm hơn đấy. Thì ở đây là các cái bảng so sánh giữa các cái mạng với nhau và độ chính xác của nó nhé. Thì bọn em cũng dựa vào cái bảng này để bọn em học về các cái deep learning object detection đúng không, thì thầy cũng có thể chạy một cái ví dụ về deep learning object detection cho bọn em đây. Ví dụ đây là thầy làm sử dụng đây thầy sử dụng YOLO nhé, thầy sử dụng một cái mạng YOLO để phát hiện đối tượng bao gồm người và các cái vật trong ảnh như là điện thoại đúng không? Thì thầy để cho em xem nó chạy như nào. Đấy, bạn thấy người xuất hiện rồi đúng không? Thì thầy sẽ detect được cái vị trí của người luôn. Đấy. Thì đây, như các bạn thấy điện thoại này, thì cũng phát hiện được vị trí của điện thoại luôn. Đấy. Thấy đây điện thoại, thấy chưa? Đấy. Thì đây, bạn em hoàn toàn có thể xây dựng các cái ứng dụng mà bạn em tương tự như này. Phát hiện đối tượng trong ảnh. Đấy. Thì đây gọi là deep learning object detection. Đây là dùng YOLO nó chạy khá tốt, nó chạy real time được, nếu bạn em thấy nó chạy real time rất là nhanh đúng không. Đấy. Thì thôi, bài học của mình hôm nay kết thúc ở đây nhé. Thì